Dạ. Cái trường hợp mà mình đã kết nối Zoom lại rồi mà mở nó không ra được quy cách để cho mình cài, mà nó ra cái bát nè, nhắc cái phím unit này 4 lần đó, cái này kệ đó, nó nhắn Zalo cho nó qua đi đó. Cái này nó đang bật thì không thể vào cài quy cách được, cho nên là phải tắt cái này đi, off lại, bấm phím T, off, rồi bấm Zero, đó, bây giờ off rồi đó, tắt đi, mở lại nè, cài với cách cỡ nào không được nè. Đó, quy cách đó 600 nè, xác nhận nè, bước nhảy nè, cái này nó có bước nhảy, những bước nhảy nó cho phép trong phạm vi 600 thôi nha, chứ không có, nó không được hơn, còn nó chỉ là 600, nếu mà 600 mà ra ba số rồi nó chỉ 0.05 thôi chứ không được 0.01. Cái này nó cho phép tại vì mình cài cái mát rồi á, cái bước nhảy này là bắt buộc phải 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 theo cái mặc định theo cái mát đó, cho nên là cái này là bước nhảy, cái đây là cao nhất rồi đó, của nó là 0.01 là đúng nè. Còn mình muốn xài cao thì mình tăng lên nhưng mà nó độ ổn định nó sẽ giảm đi, độ phân giải nó cao thì cái tính ổn định nó giảm đi. Rồi ok, rồi vậy là ra ra test thôi, cái này là test không tải nha, này 20%, bốn lần 20% lên. Nè, giờ bỏ 20% lên nè, 600 gram thì 1/3, 1/3 chứ không phải 1/3, chứ phải 20%, 1/3 đó, đó, cho nó ổn định, 2/3, 400, tức là mát của nó là 600, mình chia làm 3 lần đó, 400, 200, 400, 600, nó rồi ổn định. Cái này mà ở ngoài cài không sao, nhưng vào trong cài là phải 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 test lại nó mới hiểu được. Đó, tròn vô luôn. Đó, vậy là hiểu.